Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Bitcoin. Thì hôm nay mình sẽ tổng hợp lại Sun Retreat đến từ mạng lưới ZKSync nha các bạn. Thì trước đây trên kênh của mình thì mình cũng đã hướng dẫn mọi người đó là Sun Retreat từ mạng lưới ZKSync ở trên mainnet cũng khá là nhiều video rồi. Thì ở cái video này thì mình sẽ tập hợp lại và mình sẽ hướng dẫn mọi người lại những cái cách nha. Thì như vừa qua thì Arbitrum và SpyID nó cũng đã thông báo dành cho Unwrap, nó đã thông báo Unwrap dành cho người dùng rồi. Thì hiện tại thì ZKSync thì hiện tại thì về token thì họ cũng chưa công bố là ra mắt token và snapshot hay chưa. Thì đối với mình thì anh em đang có hỏi là kèo này còn làm được không hay là đã có thể làm được không, thì đối với mình á, thì những cái dự án nào mà chưa lao chồi token và chưa có thông tin là snapshot á thì chúng ta cứ làm thôi ha. Ok, thì đối với mainnet ở trên là ZKSync V1 này thì nó cũng rất là đơn giản thôi, anh em chỉ cần là sử dụng là Brave với lại là Min NFT và Tray thôi nhá, thì nó cũng đơn giản. Thì đối với V1 thì hiện tại thì ZKSync V2 nó sắp ra mắt là mainnet V2 rồi, cho nên thì bây giờ chúng ta sẽ làm lại xào lại một ít nha. Thì khi mà họ rất rất có thể là sau V2, khi họ mà mainnet chính thức V2 á, thì có thể là họ sẽ công bố unwrap dành cho người dùng. Thì như các bạn như cũng đã biết thì Arbitrum thì nhiều bạn lúc trước là kêu là Arbitrum này đã snapshot, thì tuy nhiên thì Arbitrum đối với unwrap Arbitrum thì nó cũng vừa snapshot gần đây thôi, đó là hàng ngày 6 tháng 2 nha các bạn. Đấy, ngày 6 tháng 2 thì Arbitrum ngày 6 tháng 2 năm 2023 thì Arbitrum nó mới công bố là snapshot unwrap vào ngày đó. Thì tuy nhiên thì hiện tại thì ZKSync thì nó cũng chưa công bố, thì chúng ta cứ làm thôi ha. Ok, thì đầu tiên thì đó là các bạn bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người sang nha, ở bên mainnet nha các bạn. Thì về testnet thì tí nữa mình sẽ làm về cái video sau. Thì đầu tiên là mainnet, thì mainnet thì đầu tiên các bạn vào cái ví của ZKSync, rồi các bạn connect vào lại cái ví MetaMask ở trên mạng lưới Ethereum thôi nha. Thì trên ví MetaMask của các bạn chuyển đổi sang mạng lưới Ethereum nha, mạng lưới chính ấy. Thì sau đó các bạn vào cái ví mainnet V1 của ZKSync, đó là hiện tại thì cái wallet của họ thì họ đã đổi cái đường link rồi nha, đó là live.zkSync.io này. Sau đó các bạn connect vào lại cái ví, các bạn chọn cho mình đó là Ethereum Wallet, rồi các bạn chọn là MetaMask, rồi các bạn connect vào lại cái ví MetaMask của các bạn thôi. Thì đối với là Sun Retreat ở trên mạng mainnet thì bắt buộc các bạn cần phải bỏ phí ra các bạn làm nha, bắt buộc các bạn còn phải bỏ tiền túi ra các bạn săn nha. Đấy. Ok, thì sau khi các bạn connect vào lại cái ví xong, cái ví MetaMask xong thì nó sẽ ra cái giao diện ví của ZKSync, đây là mạng lưới là Layer 2 nha. Thì trên thì đây là giao diện của ví ZKSync V1. Thì sau đó thì đầu tiên thì để săn thì đầu tiên là chúng ta bắt buộc chúng ta cần phải là Brave tài sản. Chúng ta Brave ETH từ mạng lưới ETH nha, từ mạng lưới Ethereum sang mạng lưới ZKSync. Ok, thì để Brave thì bắt buộc trên ví của các bạn cần phải có đó là đồng ETH trên mạng lưới Ethereum, mạng mạng chính đó nha. Sau đó thì chúng ta sẽ Brave từ cái đồng ETH này sang mạng lưới ZKSync Layer 2 này. Ok, thì ở trên ví ZKSync thì các bạn chọn cho mình đó là top up giúp mình nha, các bạn chọn cho mình đó là top up. Sau đó các bạn kéo xuống bên dưới, ở phía bên dưới ở một Brave này thì các bạn chọn cho mình đó là ZKSync. Chúng ta sẽ Brave là trực tiếp ở trên ví luôn nha. Ok, thì sau đó thì phí này, phí deposit từ Ether nó sẽ hiện ra phí cho các bạn luôn này. Phí hiện tại thì trên Ethereum thì phí gas của nó cũng khá là rẻ rồi nha. Phí gas hiện tại trên Ethereum chỉ khoảng là 12 13 thôi. Đợi mình kiểm tra gas nha. Các bạn kiểm tra gas thì có thể là vào Etherscan này nhé, Etherscan.io này, phần mo này, rồi các bạn chọn cho mình là gas tracker này, các bạn kiểm tra phí gas của trên mạng lưới Ethereum nha. Thì phí gas hiện tại khoảng là 14 thôi nha, thấp nhất là 14 này đấy, 14 đến 16 thôi đấy. Ok, thì quay trở lại với cái ví ZKSync thì Brave thì các bạn chọn cho mình đó là top up. Sau đó các bạn kéo xuống bên dưới, các bạn chọn cho mình đó là ZKSync. Thì sau đó thì các bạn trên ví MetaMask của các bạn ở trên mạng lưới Ethereum có bao nhiêu ETH thì nó sẽ hiện ở đây cho các bạn nha. Thì ở đây các bạn muốn Brave bao nhiêu thì các bạn điền lại số lượng thôi. Thì mình khuyến khích các bạn, bạn nào mà có tài sản nhiều thì có thể là Brave trên 100 đô nha, trên 100 đô nhé.
Ở đây mình sẽ là price khoảng là 0,06 ETH là trên 100 là khoảng là 107 đô sang mạng lưới với Casino. Ok. Thì sau khi các bạn điền lại số lượng ETH xong thì các bạn nhấn vào nút là top up. Thì sau đó cái ví MetaMask của các bạn nó sẽ tự động mở ra và nếu yêu cầu các bạn xác thực giao dịch thì phí khoảng là 2 đô thôi nha. Phí khoảng là 2 đô này. Đấy. Ok, thì các bạn nhấn vào nút là xác nhận giao dịch này. Thì sau khi các bạn xác thực giao dịch xong thì các bạn đợi trên mạng lưới nó xác nhận nha. Thì trên mạng lưới nó xác nhận xong thì ấy thôi. Thì ETH nó sẽ vào ví đây cho các bạn thôi. Các bạn có thể là kiểm tra ở trên Etherscan này. Nè, lên còn pending này, mình đợi nó xác nhận thôi. Ok, thì sau khi trên mạng lưới Ethereum nó xác nhận xong thì cái giao diện nó sẽ hiện ra như thế này, là deposit và có dấu tích màu xanh như thế này, có nghĩa là các bạn đã buy thành công. Đây, mình đã buy là 0,06 nha. Ok, thì các bạn nhấn vào nút ok thì nó sẽ quay trở lại phần home như thế này. Thì ở phần home này các bạn sẽ thấy được cái phần đó là phần nó sẽ cái phần lịch sử này là cộng 0,06 của các bạn, nó sẽ không cộng vào luôn cái ví cho các bạn nha. Mà các bạn sau khi các bạn buy ở trên mạng lưới Ethereum nó xác nhận cái giao dịch của các bạn xong ấy, thì các bạn cần phải đợi trên mạng lưới ZKSync nó xác nhận cái giao dịch của các bạn một lần nữa, thì cái số cái ETH của các bạn nó sẽ tự động cộng vào đây cho các bạn và nó sẽ hiển thị số dư của ETH của các bạn vào đây thôi nha. Đây, hiện tại của mình đang deposit và nó đang xoay xoay như thế này này, có nghĩa là trên mạng lưới ZKSync nó đang xác nhận cái giao dịch của mình. Thì sau khi nó xác nhận xong á thì cái ETH của các bạn nó sẽ cộng vào đây cho các bạn thôi nha. Đấy. Thì đó là Bride. Ok. Thì tiếp theo đó là sau khi vào ra, sau khi các bạn đã có ETH xong ấy, sau khi các bạn đã có ETH ở trên ví xong thì sau đó thì các bạn có thể là trực tiếp là swap nha. Các bạn đem cái số ETH của các bạn này, các bạn có thể là đi lên sàn ZDX các bạn swap nha. ZDX Exchange. Thì ZDX Exchange vừa rồi mình cũng đã thông báo cho anh em đó là ZDX Exchange nó unwrap cho người dùng rồi nha. Trước đây mình đã thông báo rồi. Ok. Thì trên sàn DEX của ZDX này các bạn giữ nguyên cho mình đó là mạng lưới ZKSync Lite nha. Thì sau đó các bạn nhấn một nút là connect thôi, các bạn connect vào lịch này. Các bạn connect vào lại cái ví MetaMask của các bạn. Ok, sau đó các bạn nếu mà nó hiện ra cái thông tin như thế này thì các bạn tiếp tục là chọn MetaMask cho mình. Thì nó các bạn sẽ connect thành công thôi, nó sẽ hiện ra cái địa chỉ ví của các bạn ở đây nha. Đấy. Đây. Bạn nào mà có tên miền thì nó sẽ hiện tên miền của các bạn nha. Còn bạn nào không có tên miền thì nó sẽ hiện ra cái địa chỉ ví của các bạn. Và tiếp theo đó thì trên DEX này các bạn có thể là trade nha. Các bạn có thể là sử dụng ETH để các bạn trade. Thì phần này thì các bạn có thể là chọn cặp giao dịch. Thì hiện tại thì ở đây các bạn muốn chúng ta săn Retracted đó, thì các bạn có thể trade là từ ETH nha. Từ cái cặp là ETH với lại là USDC này, các bạn chọn này nha. Đây, cặp ETH với lại USDC nha. Thì đây là các bạn trade qua lại thôi. Thì khi mà các bạn đang có ETH rồi ấy thì các bạn chọn qua mục sell này nha. Và dưới đây các bạn muốn chọn lệnh limit hay là lệnh market thì các bạn có thể là chọn tùy ý các bạn thôi. Lệnh limit là các bạn có thể là bán theo giá của các bạn nha. Các bạn có thể là điền lại giá, các bạn có thể là xem giá bên đây nha. Màu đỏ là giá người ta bán, còn màu xanh là giá người ta mua này nha. Đấy. Còn các bạn muốn mua lệnh market luôn á thì các bạn có thể là chọn lệnh market nha. Thì chọn lệnh market có nghĩa là nó sẽ tự động điền cái giá khớp với lệnh là cái giá hiện tại người ta đang mua bán trên đây nha. Thì khi mà các bạn mua bán thì nó sẽ tự động khớp cái lệnh của các bạn luôn. Ok. Thì còn các bạn muốn lệnh limit thì các bạn có thể là chọn lệnh limit, rồi các bạn có thể là muốn bán giá bao nhiêu. Thì ở đây giá người ta đang bán là 1,84 đi. Giá với giá ETH là 1 ETH là 1,784 đi, thì ở đây mình sẽ là 1,789 đi. Đấy, mình treo lại đây thôi. Và số lượng các bạn muốn bán bao nhiêu thì các bạn có thể là dưới thanh này các bạn kéo lên nha. Đây, hiện tại ETH của mình vào rồi này, thì mình sẽ bán này, các bạn cây, sau đó các bạn nhấn vào nút sell ETH thôi. Rồi sau đó các bạn xác thực ở trên ví thôi nha, các bạn xin ký trên ví thôi. Này, xin ký trên ví là xong thôi. Thì sau khi các bạn xin ký xong thì gài sẽ thấy được cái lệnh của các bạn ở đây nha, cái lệnh treo của các bạn ở đây. Đây nha. Đấy. Thì đối với này thì các bạn nên trade volume, đối với volume thì các bạn nên trade là trên 1.000 đô nha các bạn nha, trên 1.000 đô nha.
Thì bạn nào chơi volume càng lớn càng tốt thôi, nhưng mà đối với mình thì khuyến khích các bạn nên chơi là trên volume trên 10 trên 1.000 đô nhé. Thì 1.000 đô thì đối với ETH 100 đô thì các bạn chỉ cần là chơi 10 lệnh thôi nhé, chơi 10 lệnh là volume trên 1.000 đô rồi nhé. Thì sau khi các bạn đã chơi trên 1.000 đô rồi thì mỗi tuần các bạn vào đây các bạn làm lại nhé, các bạn có thể là chơi 1 đến 2 lần lại nhé mỗi tuần các bạn. Thì xét về tính điều kiện của các anh drop đến từ các dự án khác á, thì nó sẽ tính ra cái điều kiện đó là người dùng user là những người dùng là tham gia vào hệ sinh thái là theo theo tuần á nhá, theo tuần theo ngày vậy đấy. Đấy thì các bạn có thể là mỗi tuần các bạn vào đây các bạn sàn đét này này, các bạn sàn đét của dít dắt này này, các bạn trade một hai lệnh nhá, mỗi tuần một hai lệnh nhá. Và các bạn đừng có dùng lệnh nha, các bạn đừng có trade dùng lệnh giúp mình nha, trade dùng lệnh là nó sẽ tính cho các bạn đó là địa chỉ quý là chích hoặc là địa chỉ là bot ấy, cho nên là khi mà nó xét điều kiện là cái địa chỉ quý của các bạn nó sẽ không đủ điều kiện nha. Thì trade dùng lệnh có nghĩa là các bạn là trade nhiều lệnh là trong 1 giờ hoặc là 2 giờ nha, cần có nghĩa là các bạn trade liên tiếp ấy, cho nên là các bạn có thể là cắt thời gian ra các bạn trade nha, các bạn cắt thời gian ra các bạn trade chứ các bạn đừng có trade nhiều lệnh liên tiếp một lần. Thì đối với thì các bạn cứ trade trên volume trên 1.000 đô đi, sau đó thì mỗi tuần các bạn vào đây các bạn trade một hai lệnh đấy, chúng ta lấy cái lịch sử là giao dịch tuần nha. Đấy thì các bạn buy sell, các bạn nào không muốn limit thì các bạn chọn lệnh market này này, các bạn trade thôi nha, bán mua bán qua lại. Ok, ở đây mình sẽ khen đây, cancel cái lệnh của mình. Ok thì đó là cái về phần dích dắt, thì đó là trade và tiếp theo đó là min NFT. Thì ở đây mình sẽ hướng dẫn là mọi người là min NFT. Ok thì về min NFT thì các bạn vào cái link đó là win của là Binta nha, Binata Cloud này. Thì đối với Binata Cloud này trước đây mình cũng đã hướng dẫn rồi. Thì bạn nào mà chưa có tài khoản trên Binata Cloud này thì các bạn nhấn vào nút sign up này này, rồi các bạn đăng ký bằng email của các bạn thôi. Sau đó các bạn nhấn vào nút login nha. Rồi các bạn login cái tài khoản email của các bạn vào. Ok thì sau đó thì trên Binata này thì các bạn có thể là tải file của các bạn lên nha. Các bạn có thể là cái giao diện của Binata nó sẽ như thế này. Hiện tại thì là giao diện mới rồi. Thì để tải hình ảnh lên thì các bạn tải ở trên trang web của Binata này, các bạn nhấn vào nút là add file nha. Các bạn nhấn vào nút add file này, sau đó các bạn chọn cho mình đó là file nha, các bạn chọn cho mình đó là file. Thì sau đó các bạn nhấn vào đây, các bạn select file rồi các bạn tải một hình ảnh bất kỳ lên thôi nha, các bạn tải một hình ảnh bất kỳ lên giúp mình. Ví dụ mình sẽ tải cái hình ảnh đi đi, thì mình sẽ chọn là hình ảnh đây, rồi mình sẽ nhấn vào nút open. Đấy, là như thế này. Các bạn có thể là xóa lại cái dòng ở trước này, các bạn xóa xóa cái dòng ở trước, còn chấm JPG này thì các bạn giữ lại giúp mình nha. Các bạn có thể là xóa cái dòng trước rồi các bạn thay đổi tên tùy ý các bạn nha. Đấy. Thì sau đó các bạn nhấn vào nút là upload. Rồi các bạn đợi một tí nha để cho nó upload cái file của các bạn lên nha. Đây thì sau khi các bạn upload xong thì các bạn sẽ thấy được cái lệnh của các bạn này, tên của các bạn vừa đổi này là avatar của mình vừa đổi là avatar này, đây là cái lệnh của các bạn và ngày tháng của các bạn luôn này nha, nó sẽ hiện ra ngày tháng mà các bạn đã upload cái hình ảnh lên cái web này. Đấy sau đó thì để min NFT trên giấy casino thì các bạn chỉ cần là các bạn copy lại cái CID, cái CID của cái NFT mà của cái hình ảnh mà các bạn vừa tải lên, thì các bạn cái hình ảnh của các bạn vừa tải lên nó sẽ có một cái CID nha, nó sẽ có cái CID như thế này. Thì các bạn nhấn vào nút là CD, các bạn copy lại cái đoạn CD này giúp mình nha. Các bạn nhấn vào cái biểu tượng copy này, các bạn nhấn vào biểu tượng copy. Sau đó các bạn quay trở lại với cái ví của Zcash. Thì trên ví Zcash các bạn chọn qua cho mình cái mục đó là mục NFT. Đấy. Thì trong mục NFT này các bạn nhấn vào nút là min NFT. Thì sau đó các bạn dán cái CD mà các bạn vừa copy vào đây nha, cái CD mà hồi nãy các bạn tải cái hình ảnh của các bạn lên muốn min làm NFT ấy nha, các bạn copy lại CD. Sau đó các bạn qua quý với casino các bạn dán cái CID của các bạn vào đây. Sau đó thì các bạn thì phí min NFT đó là 0,0004, khoảng là 0,08 đô ETH thôi nha. Đấy. Ok, sau đó các bạn nhấn nút là author to min NFT. Rồi các bạn xác thực xin ký trên ví thôi, xác thực giao dịch ở trên ví thôi. Ok, các bạn nhấn nút là ký này. Ok, sau đó các bạn nhấn vào nút là min NFT. Rồi các bạn xác thực giao dịch ở trên ví. Các bạn ký trên quý nha. Thì phí của chúng ta phải trả là bao nhiêu ETH này? Đấy.
là khoảng là 0,08 ETH thôi các bạn ký này. Ok, thì sau khi nó hiện ra min NFT và hiện tốc độ xanh như thế này, có nghĩa là cái NFT, cái avatar, cái hình ảnh mà các bạn vừa min đó là các bạn đã min thành công nha. Sau đó các bạn nhấn nút OK. Đấy, thì sau đó các bạn có thể là kéo xuống lúc bên dưới, các bạn sẽ thấy được là cái NFT mà các bạn vừa min và nó sẽ hiện ra dấu tích màu vàng như thế này. Là hiện tại thì nó đang commit, commit có nghĩa là trên mạng lưới của Zcash nó đang xác thực cái giao dịch của các bạn nha. Thì cái giao dịch của Zcash thì nó sẽ thì sau khoảng là 1 tiếng rưỡi đến 2 tiếng thì cái NFT này của các bạn nó sẽ tự động là cái lệnh của các bạn ấy thì nó sẽ tự động confirm thôi, thì nó sẽ hiện ra hai dấu tích màu xanh như thế này. Đấy. Như vậy là cái lệnh của các bạn thành công nha. Các bạn có thể là vào đây các bạn ấy nè, các bạn xem cái NFT của các bạn này nha. Đây. Not very có nghĩa là trên mạng lưới nó chưa xác nhận nhóm ta các bạn nha. Các bạn đợi nó xác nhận xong á thì cái hình ảnh của các bạn nó sẽ hiện ra hai dấu tích màu xanh như thế này nè. Có nghĩa là các bạn đã query thành công. Cái lệnh của các bạn trên mạng lưới nó đã xác nhận thành công nha. Đấy. Thì đó là đối với là min NFT. Thì các bạn muốn min thêm NFT khác thì các bạn vào cái giao thức của ở cái trang web Binance này. Các bạn add chọn file này, rồi các bạn tải hình ảnh lên thôi. Các bạn muốn lấy hình ảnh nào làm NFT thì các bạn tải lên nha. Rồi tải lên xong thì các bạn copy lại cái CID đi, rồi các bạn qua lại ví Zcash các bạn min NFT thôi. Đấy, các bạn min nha. Thì ở đây các bạn thì mỗi tuần các bạn có thể là min một NFT nha. Hoặc là các bạn muốn min bao nhiêu tùy các bạn thôi nha. Ok, thì đó là về NFT và tiếp theo đó là về cái phần là Orbiter. Thì đối với là Orbiter là một cây cầu nối trên nó hỗ trợ cho các nền tảng Layer 2 nha. Thì đối với bạn nào mà muốn rút ETH từ mạng lưới Zcash về lại ETH á, thì nó sẽ có hai cách nha. Các bạn có thể là rút trực tiếp từ trên ví Zcash hoặc là các bạn có thể là sử dụng cái app thứ ba nha, đó là Orbiter nha. Thì đối với Orbiter thì nó sẽ cho các bạn đó là chuyển ETH từ mạng lưới Zcash sang các mạng lưới Layer 2 khác, chẳng hạn như là Polygon hoặc là Arbitrum nha, hoặc là Robin hoặc là Optimism hoặc là Immutable X hoặc là Starknet hoặc là BNB Chain. Thì các bạn muốn rút thì ở đây thì nó sẽ có tối thiểu như các bạn thì để Bride từ ETH từ mạng lưới Zcash về lại L1 hoặc là các mạng lưới Layer 2 khác á, thì trên cầu Orbiter này thì tối thiểu các bạn cần phải Bride là 0,05 nha, 0,005 chứ nha, 0,005 đấy. Thì đây mình sẽ lấy ví dụ luôn đây, mình sẽ thì các bạn muốn Bride thì các bạn connect thôi. Các bạn connect với lại cái địa chỉ ví MetaMask của các bạn. Đấy. Thì sau đó các bạn chọn Zcash thôi, các bạn muốn rút Zcash về lại mạng lưới nào thì ở trên đây thì các bạn chọn cho mình đó là Zcash. Đấy. Thì ở dưới các bạn muốn rút về mạng lưới nào thì các bạn chọn mạng lưới đó thôi nha. Các bạn muốn rút về, ví dụ các bạn muốn rút về Arbitrum đi thì các bạn chọn cho mình đó là Arbitrum. Sau đó thì tối thiểu là các bạn cần phải Bride đó là 0,005 nha. Đấy. Rồi sau đó các bạn nhấn vào nút send. Đấy, thì sau đó nó sẽ hiện ra cái giao dịch của bạn này, phí này nha. Đây. Thì phí là khoảng là 0,001 ETH nha. Đấy. Thì sau đó thì các bạn nhấn vào nút là confirm and send rồi các bạn xác thực giao dịch ở trên ví thôi là xong. Và thì đó là cái cầu Orbiter để các bạn muốn rút nhanh nha. Thì còn trên trực nếu mà các bạn muốn rút trực tiếp trên ví thì các bạn chọn qua cho mình cái mục home nha, trên ví của Zcash đó các bạn muốn rút thì trên ví của Zcash nó chỉ hỗ trợ rút về là mạng lưới Ethereum mainnet thôi nha. Thì để các bạn muốn rút thì các bạn nhấn vào nút là transfer này nha, rồi các bạn chọn cho mình đó là transfer to Ethereum nha, đây này. Đấy. Thì sau đó các bạn điền lại số lượng ETH mà các bạn muốn rút về lại mạng lưới Ethereum thôi, mạng lưới chính của trên Ethereum á, mạng ETH á nha. Đấy. Thì các bạn rút thôi. Thì sau đó thì phí nó sẽ hiện ở đây luôn cho các bạn này, khoảng là gần 2 đô 2 này nha. Thì các bạn muốn rút thì các bạn muốn Bride về lại Ethereum thì các bạn nhấn nút là send to Ethereum rồi xác thực giao dịch ở trên ví thôi. Thì sau khi xác thực xong thì ở trên mạng lưới Zcash các bạn phải đợi là khoảng là một đến từ 1 tiếng đến 2 tiếng nha, từ 1 tiếng đến 2 tiếng thì trên thì cái lệnh của các bạn trên mạng lưới Zcash nó sẽ confirm cho các bạn và ETH nó sẽ tự động có ở trên mạng lưới Ethereum cho các bạn thôi nha. Còn đối với cây cầu nối là Orbiter này khi các bạn Bride á thì nó sẽ rất là nhanh luôn nha. Thì tuy nhiên thì cái phí của nó cũng khá là cái phí của Orbiter cũng khá là cao đó nha. Cái phí của nó cũng khá là cao. Thì nó Bride nhanh. Tuy nhiên thì nó Bride khá là nhanh. Thì khi sau khi các bạn xác thực lệnh xong thì ETH nó của các bạn nó sẽ tự động qua cái mạng lưới mà các bạn muốn tùy chọn luôn nha. Thì đó là Bride.
Bright các bạn muốn chọn cái nào các bạn chọn nha. Thì hiện tại thì Orbiter nó cũng chưa ra mắt token, cho nên là khi mà các bạn sử dụng cái cây cầu nối này thì các bạn cũng có cơ hội sau này sẽ nhận được airdrop đến từ cái cây cầu nối Orbiter này nha. Đấy, thì đó là tiếp theo. Và tiếp theo đó là về Gitcoin Passport. Thì về Gitcoin Passport thì đây là một cái hộ chiếu nha. Thì đây hộ chiếu là dành là chống lại những cái CP, những cái địa chỉ với CP hoặc được cho là bot ấy. Thì đây kiểu như là nó KYC cho cái địa chỉ ví của các bạn ấy các bạn. Thì đối với là Gitcoin Passport này thì trước đây mình đã hướng dẫn mọi người là ấy hết rồi nha. Thì Gitcoin Passport thì đây là một cái hộ chiếu để là chứng minh bạn là con người ấy nha. Nó chứng minh cái địa chỉ ví của các bạn là người dùng thật ấy. Cho nên là anh em có thể là vào Gitcoin Passport này, passport.gitcoin.co này, anh em để query cái địa chỉ ví của mọi người nha. Thì trước đây mình đã hướng dẫn hết rồi. Thì mình sẽ nhắc lại thôi. Về phần Passport thì các bạn vào vào đây, các bạn connect lại cái ví MetaMask của các bạn ở trên mạng lưới Ethereum nha. Ok. Thì sau khi các bạn connect vào xong á, nó sẽ yêu cầu các bạn là xin ký nha. Đợi mình tí mình lót lại web đã. Ok, thì sau khi các bạn connect xong á thì nó sẽ yêu cầu các bạn là xin ký, thì các bạn xin ký thôi. Ok, thì sau khi các bạn xin ký xong thì cái giao diện MyStamp của các bạn nó sẽ hiện ra như thế này. Thì đây là các mục mà các bạn cần query, thì các bạn query trên 12 mục, có nghĩa chủ yếu là khi mà các bạn query càng nhiều mục nha, những cái mục này mà các bạn query thành công á, query càng nhiều mục á thì cái địa chỉ ví của các bạn là được cho là cái địa chỉ ví là chính chính thức chứ không phải là CP hay là bot gì nha. Thì những cái mục này thì nó cũng đơn giản thôi, bạn nào mà đang stake GTC thì đây là token của Gitcoin thôi nha, thì các bạn nhấn vào nút query này nha. Đấy, rồi các bạn query thôi, trước đây mình đã hướng dẫn hết rồi. Và tiếp theo đó thì các bạn nhớ connect những cái tài khoản mạng xã hội này nha, là Twitter này, Discord này, với lại là email của các bạn này, với lại là tài khoản GitHub này và Facebook này và LinkedIn này nha. Còn đối với bạn nào mà có ENS, có tên miền ENS thì các bạn vào đây các bạn query hết luôn nha. Thì đối với bạn nào mà có BOF thì đã giữ trên 15 ngày thì các bạn cũng vào đây các bạn query luôn. Còn đối với Bright ID thì ở đây thì các bạn có thể là sử dụng Bright ID, các bạn sử dụng ứng dụng Bright ID các bạn quét nha. Rồi các bạn ấy thôi. Đấy. Và tiếp theo đó là phần này, phần Bluehost Hosting này thì bỏ qua đi. Còn về phần là Connect Account Query này, Trading Volume này, thì ở đây thì để mình xem thử nha. Thì địa chỉ ví của các bạn phải trên có giao dịch trên 30 ngày thì các bạn sẽ được query được cái này thôi nha. Đây này, thì các bạn cứ mỗi cái nhiệm vụ như thế này nè các bạn này nha. Ví dụ mỗi nhiệm vụ như thế này này thì các bạn chỉ cần là nhấn vào nút là Verify Ownership này. Đấy, sau đó nó sẽ hiện ra các bạn như thế này. Rồi các bạn nhấn vào cái dòng đó là Select LL để nó tự động bật lên tất cả những cái mục nhiệm vụ như thế này. Thì sau đó các bạn nhấn vào nút Query nha. Rồi các bạn xin ký trên ví thôi. Các bạn xin ký trên ví. Xin ký trên ví này. Thì sau đó thì những cái mục nào mà các bạn đủ điều kiện á thì nó sẽ tự động bật cho các bạn luôn và nó sẽ tự động Query cho các bạn luôn nha. Còn mục nào mà nó không đủ điều kiện á thì nó sẽ tự động tắt lại cho các bạn nha. Đây. Thì ví dụ như cái điều kiện này mình không đủ này. Thì ví dụ mình sẽ tiếp tục là lấy cái ví dụ đó là về cái về phần là snapshot đi. Thì trước đây bạn nào mà đã từng voi trên snapshot nhiều lần thì các bạn qua đây các bạn query luôn nha. Thì về query thì các bạn chỉ cần nhấn vào nút là query over thôi, rồi các bạn nhấn vào nút là select on này, nó sẽ có hai cái nhiệm vụ này nha. Đây là snapshot pointer này, các bạn đã từng voi hai lần trên trên snapshot DAO của các dự án nha. Các bạn bật lên thôi, các bạn nhấn vào nút select LL để nó tự động bật lên hết cái này. Sau đó các bạn nhấn vào nút sell. Rồi các bạn xin ký trên ví thôi. Thì sau đó thì nó sẽ tự động xét duyệt cho các bạn nha. Nếu mà các bạn đủ cái mục nào thì nó sẽ tự động bật lên cho các bạn. Và cái mục nào mà nó không đủ thì nó sẽ tự động tắt cho các bạn. Và nó thì cái nếu mà các bạn đủ cái mục nào á thì bên đây nó sẽ tự động hiện là verify nha. Có nghĩa là các bạn đã connect thành công cái mục này. Đấy. Thì tương tự như là NFT holder, thì NFT holder thì các bạn đã từng là hold một ít nhất một NFT trên mạng lưới Ethereum nha. Đấy, các bạn vào đây các bạn sell lại thôi. Xin ký ví connect, xin ký ví thôi. Với lại là ZKSync này nha. Thì ZKSync thì connect wallet này. Thì ở đây thì nó có cái nhiệm vụ đó là account name này, có nghĩa là cái tài khoản cái ví của bạn ấy, cái địa chỉ ví của các bạn đã active ở trên ví ZKSync như thế này nha. Đấy, là active. Các bạn vào đây các bạn nhớ connect nha.
các bạn lưu lại rồi các bạn sell lại thôi. Còn đối với LAN protocol thì đối với đây thì nó bắt buộc các bạn cần phải có tên miền LAN. Thì đối với bạn nào mà đang sở hữu một tên miền LAN ở trên mạng lưới Polygon thì có thể vào đây các bạn sell lại nha. Các bạn vào đây connect nha. Thì đây. Thì ở đây thì các bạn nhớ là lưu lại các bạn thực hiện query càng trên 12 mục nha, để trên 11 cũng được mà trên 12 mục cũng được, càng nhiều càng tốt thôi nha. Đây. Hiện tại thì 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Cũng khá là nhiều, cũng có thể khá dễ. Những cái nhiệm vụ như là Gitcoin Grand, như nhiệm vụ Gitcoin Grand hồi vừa rồi nó cũng vừa update nè các bạn. Các bạn vào đây các bạn query luôn nha. Thì ở đây thì nó sẽ dành cho những cái địa chỉ quý mà đã từng donate ở trên Gitcoin. Thì các bạn vào đây các bạn select LL lên nha, rồi các bạn nhấn nút là sell lại xin ký trên ví thôi để nó xét duyệt nha. Đây nha, sell lại rồi các bạn sell lại thôi. Đấy, sell lại rồi nó sẽ tự động query cho các bạn thôi nha. Thì một dễ này, 1 này, 2 này, 3 này, 4, 5, 6, 7, 8, VWAP 9 này, ETH 10 này, Snapshot 11 này, NFT Holder là 12 này, Gcashin 13 này, LAN 14 này nha. Thì cũng khá là dễ rồi. Cũng có nhiều nhiệm vụ dễ để anh em thực hiện là trên 10 cái mục nha. Đấy, anh em vào đây anh em query thôi. Ok, thì và cuối cùng đó là trên Crew 3. Thì hiện tại Crew 3 thì trước đây mình cũng đã hướng dẫn mọi người đó là làm cái Crew 3 của mạng lưới với Casino rồi nha. Thì ở đây thì mình đã hoàn thành tất cả các nhiệm vụ rồi, cho nên là nó không hiện nhiệm vụ nữa. Bạn nào mà chưa hoàn thành tất cả các nhiệm vụ thì các bạn vào Crew 3 của với Casino các bạn hoàn thành giúp mình nha. Các bạn hoàn thành hết giúp mình nha. Thì về nhiệm vụ thì trên Crew 3 thì mình cũng đã hướng dẫn trước đây, mình có video này nha. Các bạn có thể là xem lại cái video này. Còn đối với là và những câu hỏi, Đối với thì có những câu hỏi thì các bạn có thể là lên kênh channel Telegram của mình để xem những cái câu hỏi mà mình đã đăng lên trên đây nha. Nha, thì các bạn có thể vào đây các bạn hỏi mình. Hình như là ở trong video này hình như mình cũng có đăng câu hỏi của trên Crew 3 của Zcashin các bạn. Đây có câu hỏi này, mình có game này nha. Mình có ở dưới bình luận của mình coi, mình có ghim những câu hỏi này. Đấy, các bạn vào đây các bạn làm thôi. Thì đó là những cái điều kiện nha, những cái cách làm mà để anh em là sang retroactive trên mạng lưới với casino ở trên mạng lưới mainnet nha, ở trên mainnet. Thì ok, thì như vậy là cái video mình hướng dẫn mọi người là cách tham gia retroactive từ mạng lưới với casino mainnet ở V1 thì đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem, hẹn các bạn ở video tiếp theo.